Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tí Tiền Tỷ. Và ngày hôm qua đó các bạn, thì mình đã tiến hóa thành công cho con rồng nguyên tố hệ lửa của mình. Các bạn đã trở thành con rồng Alpha nè. Trong lúc mà mình đi luyện cấp để tiến hóa cho em đó các bạn, thì mình phát hiện ra ở bên cái khu của mấy con hải ly đó xuất hiện một con tinh tinh khổng lồ các bạn. Hôm nay thì mình cũng đã chuẩn bị đạn đổ các kiểu các bạn thịt thà được ha. Cho nên hôm nay mình sẽ sử dụng con Griffin của mình để mình quay trở lại mình bắt các bạn. Đó, chuẩn bị thịt thà được các kiểu hết rồi, cho nên là quay trở lại bắt nó thôi. Con nó thì nó chỉ ăn cái cục thịt rim màu xanh thôi các bạn, cho nên là rất là dễ luôn á, dễ tính lắm. Nhưng mà nhìn em nó thì rất là chiến các bạn. Con đó là hệ hình như Indominus các bạn. Ồ, nó màu đen đen đỏ đỏ đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại mình bắn nó thử coi nha. Con đó thì cũng chỉ cần những cái mũi tên, những cái viên đạn rim các bạn, bắn nó thôi là được. Đây là chỗ này hôm qua mình luyện cấp nè. Đó 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 đó, nó nè các bạn. Tại nhìn nó rất là dữ ha. Con này thì 1,4 triệu turbo thôi, nhưng mà máu của nó 900k ha. Máu của nó cũng ít hơn cả con Griffin của mình nữa đó. Nhưng mà thấy nó chiến quá các bạn, cho nên mình sẽ bắn nó thử cái ha. Nó ghi là chỉ cần sử dụng mũi tên rim là bắn được các bạn, hoặc là đạn rim á. Mình thử một phát đây, trúng luôn nè, trúng luôn nè. Và có tăng turbo các bạn. Nó đang phân tâm với mấy con hải ly, cho nên là nó sẽ không quan tâm tới mình đâu. Mình cứ canh mình nã như đích đó thôi các bạn. Mình tìm một phát nữa nè. Ôi rồi không qua, phải canh nó đánh ăn. À, nó có gì cây cây bắn nhiều phát nữa nè. Mình sẽ bài bài cào cào chốt ăn, ngoài khả năng tấn công của nó là được. Ui mà con này đánh vô turbo ghê luôn đó các bạn. Ok, chui hết lên turbo ào ào luôn kìa. Bắn từ từ lại mới được, mình bắn hơi nhanh rồi đó. Đó, cho nó tăng tối đa turbo lên. Bắt đầu chuyển sang trạng thái bỏ chạy rồi hả. Đó, xỉu rồi. Ok, ở đây thì xung quanh chỉ có nhặt con gì vậy? Xung quanh đây chỉ có mấy con hải ly thôi các bạn, cho nên là cũng an toàn á. Mình không đánh nó thì nó sẽ không đánh mình đâu. Và mình cũng đã chuẩn bị cho nó, con này chỉ cần có một cục thịt thôi là được các bạn. Mình chế tạo thẳng hai cục luôn á, cho nên là bây giờ chỉ cần mình tách ra một cái thôi rồi bỏ vào trong này. Ui, con này có thể tiến hóa được các bạn. Và em nó đã trở thành đệ tử của mình rồi đây. Và từ 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 cho lên trên bờ trước cái đã. Ui cha cha, nhìn cái hàm răng nó chiến không, đánh thường cái rồi. Quay 14.000 đam một phép các bạn. Ui chia, 14.000 đam cho một phép đánh thường ha. Chuột phải này nè, chuột phải là chọi đá chọi đá một cái nè. Ui, viết phiên của mình tấn công luôn hả? Con gì đó? Con Pachi các bạn. Ây chà, nó xuất hiện ra luôn, mới xuất hiện ra luôn á. Ôi da, ôi da, ôi da. Ui da, phải. Loạn lạc quá. Xử lý cho con Griffin của mình phát đi. An toàn đúng không? Ừ, vẫn còn an toàn. Mình sẽ ẩn con Griffin của mình vô. À mà quên nữa, mình không có tracker cho nó các bạn. Ở thì cho nó về với căn cứ trước cái đã. Mình sẽ ở đây để mình đánh một vài phát với con này các bạn, để test thử sức mạnh của nó ăn. Con này chưa chắc chơi hết à. Và Ankylo, Ankylo này thì không cần nữa rồi, đánh nó luôn. Xem có Ankylo mới xuất hiện không. Ui, quét dầu hả? Quét dầu của FN level có 30 thôi, không nó mạnh. Đây. À, chiêu C các bạn, chiêu C là rú lên nè. Rú lên nhưng mà không có chịu hồi ra đèn em. Và trong này mình thấy tiến hóa lên hệ lửa các bạn. Rồi này là tiến hóa lên hệ Lightning, với lại tiến hóa lên hệ độc đó nè. Nhưng mà nó cần có thêm rất là nhiều máu nè, với DNA, với trái tim, với đặc biệt nhất là cái đồng tiền Indominus các bạn. Cái đồng tiền này phải đánh mấy con Indominus giống như nó đó thì mới có thể có được. Ai chà, giờ chưa tiến hóa được các bạn. Thôi trở lên chút tốc độ một cái đi, xương xương cái lên thêm một chút sức mạnh đó. Ai chà, cộng sức mạnh cho nó mà, nhưng mà nó lên không nhiều lắm đâu. Bây giờ lên 25.000 đam một hit. Còn con này con đô gì đây? Ôi, đô alpha các bạn. Phải. Đô alpha. À, hôm nay xuất hiện đô alpha với anh đây nhiều lắm. Và có con gì vậy? À, con gốc đa ke hả? Đô alpha của Rimmel Fear này các bạn. Cần có kiếp bò á. Mình đây có nè. Nhưng mà mình thử con này trước các bạn. Giờ nó thử coi. Thường thử một cái coi. 25.000 dam. Chạy ra xa ra một cái. Dụ nó ra phía bên ngoài các bạn. Để mình đánh nó mới được. Né né khỏi mấy con đô đi. Cho cục đá một cái nè. Cục đá một phát được 30.000 đam, còn đánh thường thì 25.000 đam. Còn cái chiêu control của nó là ở đây xây các bạn, xây. Ui, nhìn nó đánh lực lắm kìa. Ôi xây. À dạ, con đô là gần, đô là gần. Đập. Ui, xuất hiện con gì vậy? Có cái dấu chấm than. Chuyện ghê vậy. Nghe nghe ở phía bên đây đi anh. Bên đây thì vẫn còn rất là nhiều mấy con hải ly luôn nè. Mình có thể tiếp tục qua phía bên đây để mình farm thêm được. Và xuất hiện mấy con rồng nữa kìa. Ôi, xuất hiện tùm lum tùm la hết luôn. Rồi có cả con gì vậy, Alpha nữa hả?
đa giác alpha nhào vô luôn, vay cho một cái đi. Chịu ít không có ăn, nhưng mà chi lê là rú lên nè, rú lên nhưng mà không có chịu hồi ra mấy con đệ tử. Quay sau lưng cái con gì vậy, con gì đây, alpha luôn hả? Quay nhà mình là con hệ lửa các bạn, còn con này anh con alpha luôn á. Bắt con alpha này về là mình đỡ phải tiến quá luôn nè, với lại Tony nữa ha, Lightning nữa nè, nhiều thứ quá vậy. Nhưng mà mấy con này chắc mình quá dễ, bạn để dành sau này cho con đi một viên nữa chứ, nâng cấp lên kiếp bò từ từ luôn các bạn. Còn con rác này thì chắc đem bật đeo đánh nó chắc là được á. Con này alpha chắc cũng dễ, chỉ cần cục thịt alpha thôi cũng được các bạn. Ôi mà mình mới đánh chết con đô đô hả, ôi đánh chết mấy con đô đô rồi, đô đô phía bên đây có nè bạn. Vậy là spawn khu vực này và bên kia nữa kìa. Uầy, bên kia nhiều đô đô lắm. À thì ra khu vực này xuất hiện mấy con đô đô. Bây giờ thì mấy con đô đô này chắc bây giờ mình về cái này, từ về trước các bạn, về với lại căn cứ một cái đi anh. Mình lấy con bờ tay độc của mình, bờ tay Lightning chứ, qua phía đây để mình đánh đỡ tốn đạn của mình. Để con này đây đi anh. Uầy ok, đứng yên đứng yên, nhìn nó rất là chiến các bạn. Phải cho nó thêm chút điểm gì nữa đi. Lên chậm lên không nhanh lắm đâu anh, lên chậm lắm các bạn, lên phần trăm chậm lắm. Và mình sẽ coi con đó thì mình sẽ chế tạo cái yên của con quay vần cho nó thử coi. Quay vần trong này mình thấy có hai cái loại yên á, này là ETN quay vần với lại cái này là alpha quay vần. Cái nào cho nó đây, thử đại đi bạn, chế tạo hai cái luôn đi. Cái này nhìn giống như kiểu yên của con Sam tốt quá anh. Còn cái này thì thử luôn một cái thôi. Thường là quay quanh nó sẽ lắp được cho tất cả những con thú của Eternal các bạn, cho nên sẽ thử nghiệm luôn anh. Và độ lên tinh quá chừng trăm người rồi, mới đánh xương xương một cái thôi. Có được thêm kim cương nữa nè, mấy cái bình tem minh với bình stamina, còn một cục thịt nè. Với thịt alpha mình vẫn còn trong này các bạn, đem thịt alpha sẵn mình thu phục con T-Rex luôn đi anh. Được rồi, bây giờ thì lắp lên cho em nó thử xem có cái yên nào được đây. Yên này thì không được rồi. Còn một cái yên này nữa thì cái yên này được các bạn. Có thêm được thêm bao nhiêu giáp? 25 giáp nữa. Mình sẽ mượn cái yên của con Spino các bạn. Cái giáp nè, cái stone nè, giáp đá. Cho em nó luôn một cái. Nó sẽ trở nên rất là cứng cáp luôn á. Ngon lành. Nhưng mà phải đã từ từ. Mình sẽ tháo cái này đây, mình sẽ mượn cho cái con bờ tay Lightning của mình á. Đây được luôn này các bạn, đó Lightning của mình sẽ có thêm một lớp giáp nữa anh để chống cự. Bây giờ thì quay trở lại như cũ các bạn, để coi mình bắt cái con đồ đồ trước cái đã anh, đem về để dành lấy trứng nâng cấp remote kia cho sau này luôn. Đây nè, con này là con đực hay con cái đây, con đực nha, mình cầm một con đực thôi, đánh một cái đó xỉu ly các bạn, ngon lành. Con rết thì ở phía bên kia hả, chắc nó không biết mình đây đâu. Con này thì chiếc bồ hả, chết chưa, quên nữa, giờ với căn cứ cái đã. Quên hay là mình cho con rết nó xỉu luôn đi. Ôi nó xỉu luôn các bạn, oh no, cái gì á, ủa sao nó xỉu vậy? Thì như là cái con này các bạn, Tony nè, Tony Lightning nó đánh xỉu hay sao á. Mình sẽ xuống mình tử đánh con này một cái thôi. Lightning với Lightning đánh không xi nhê các bạn ơi. Nó Lightning mình cũng Lightning trên mình đánh nó không có bị xỉu được. Vậy là bài tử nó rồi, đánh nó thôi. Con nó level 200 chứ con ngon á. Có con Red các bạn để dành tiến quá cho tương lai được nè. Và tốc độ tỉnh nó lại cũng nhanh như vậy. Giờ làm sao mình lùa nó vô trong này. Đó. Còn con này có Alpha ha. Thêm một con Alpha nữa, gấu Alpha luôn. Giờ không dám xuống dưới đó để cho nó ăn ấy chứ. Rồi đánh lộn luôn, hai con đánh lộn luôn rồi. Tony kiểu gì nó cũng sẽ đánh con kia xỉu thôi. Con kia thì nó đánh con này không xỉu á. Chỉ có đánh chết con này thôi, mà con này chắc khó chết rồi. Con kia xỉu trước. Trong lúc đó thì cơ hội của mình đây chứ gì nữa. Cơ hội của mình đây rồi. Nhanh tay. Bỏ thịt vô các bạn. Rồi, lên con này ngồi cho chắc ăn. Được không vậy? Có bình tem minh, mình có bình tem minh. Đây. Nó chưa có đói. Nhìn tay. Uống vô một cái. Rồi lên trên chỗ này đi. Bảo định cao. Và tụi nó thì đó biết ngay mà các bạn. Nó sẽ tấn công con kia. Và con rác của mình mới xong thì mình sẽ cho nó tấn công luôn các bạn.
Thử con này luôn đi ha. Cơ hội cho nó luyện cấp luôn rồi. Tấn công luôn cưng ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngoạm luôn, ngoạm luôn, ngoạm luôn. 19.000 đam một hit các bạn. Anh pha đánh vào nguyên tố mà. Nhưng mà không biết đánh lại không đây. Chắc được, chắc được, chắc được á. Không được thì mình kéo tiếp viên của mình quay trở lại ăn. Còn trong kia một nùi hải ly kìa. Hai con này đánh chứ còn lâu lắm. Thôi thì mình cứ về bạn, để nó đây đi. Chứ không sao đâu. Về căn cứ đi. Cho nó luyện cấp đủ bạn. Hai thằng quỷ nó cho bò đánh nhau mà không chịu nhê hết là. Đây biết phim của mình đó bạn, chắc là phải cho chắc cơ vô luôn đi ăn. Bên kia vẫn còn nổi đam lên kìa. Chỉ để cho tụi nó tự động xử nhau thôi. Mình chết thảo đại 20 cái rồi các bạn. Đỡ dành sử dụng luôn à. Thì sao vậy? Ờ, thiếu thịt đã được nướng ha. Thịt đùi đã được nướng. Con này có không? Đây có nè các bạn, bỏ vào trong Ankylo cho nó nướng thịt lên cho mình cái đi. Bỏ vô rồi à, bật tính năng đốt lên cái. Cho nó thêm crab vô nữa. Cho nó nướng cho nhanh hơn. Nhưng mà còn có gỗ nữa ha. Ờ à, nha. Gỗ nữa, gỗ nữa, gỗ nữa. Harry, Harry một cái. Harry một quán là đây. Harry trong này thì có gỗ nè các bạn. Rồi. Ngộ ha. Nướng thịt bình thường thì không cần có gỗ đâu, nhưng mà nướng thịt đùi là cần phải có gỗ. Đây nè. Còn cái này thì thịt bình thường các bạn. Nó chỉ cần có than á. Được thấy nướng được rồi. Còn này cần có gỗ mới nướng được. Đó. Đã cho các bạn. Mình sẽ chế tạo thêm nhiều nhiều chắc cơ chút đi. Bấm đại 20 cái chế tạo được bao nhiêu hay bấy nhiêu ạ. Cho một cái cho con rip viên một phát nè. Rồi một cái cho cái con tinh tinh thẩm lờ luôn. Rồi ẩn rip viên cho một cái. Rồi con này thì Luila ẩn vô luôn một cái đi. Lát mình sẽ test sức mạnh của nó thêm các bạn. Còn bây giờ thì đi chế tạo kiếp bộ cái đã. Kiếp bộ thì của viên một viên thì chế tạo ở trong này. Kiếp bộ alpha một cái. Chế tạo đại 5 cái đi. Đó. Ok luôn. Đồ linh tinh hay như lát mình dọn dẹp sao. Còn bây giờ thì ở phía bên dưới thì chắc là có trứng á. Mình chưa có làm cái máy hút trứng các bạn. Cho nên bây giờ phải xuống dưới mình lụm trứng bằng tay đi ăn. Bắt cái ít nhất mình bắt 3 con giống vậy nè. Một con đực với hai con cái. Mình thấy bên đó có nhiều lắm. Chuẩn bị lên alpha cho remote video luôn. Dần dần là vừa đó các bạn. Sau này để thu phục mấy con remote view như là cái con hãy Chaos ở phía bên bển đó bạn. Con ông phải trao rồi đó. Rồi rồi Trino Grip Spirit nữa các bạn. Còn mấy người đó thì mạnh lắm. Còn nó dần dần tiến hóa lên từ từ. Còn bây giờ thì kiếp bờ một cái. Đó được 5 cái bạn. Quay lại cho tuổi để xem coi nó hai con kia đánh lộn tới đâu ha. Đây rồi. Ây da, bỏ đi luôn hả? Chưa chết kìa. Tiếp tục đi, tiếp tục trận chiến. Đúng rồi, tấn công đi. Mình ở đây các bạn, rảnh tay nha. Rồng lửa ha. Rồng lửa này là của Vanilla thôi. Đánh được, đánh được, đánh được. Đó, hai cái thôi là xỉu. Vốn mình xử nó luôn đi. Con này bay lui được cho nên rất là cơ động luôn á. Còn mấy con đô đô đâu hết rồi. Để coi coi, trong này thì à đô đô đây đó bạn. Đô đô thì nó nằm xỉu. À đây đây, thuốc phía trong này nè, hàng gì. Con này chỉ cần một cái kiếp bầu thôi là xong em nói rồi. Cho một cái luôn. Bỏ vô. Đó 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 đó, đó. Xong 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 xong. Bật giao diện lên để mình cho nó về với căn cứ trước đi ăn. Để đêm dài lắm mộng ở đây nguy hiểm xuất hiện nữa là mệt lắm. Đó, bye bye cưng. Rồi một con đô đô nữa. Đô đô thì phía bên đây bạn nhiều nè. Ôi một đùi đô đô luôn à. Lại con cái nè. Thử một cái. Ui da. Ủa sao bây giờ mấy con đô đô này thì một phát một chết luôn vậy. À, hồi nãy đánh thì ngon lành lắm ha. Bây giờ phải đứng im, đứng im đi. Ui không sao, không sao, về nhà đi cưng ơi. Em đã đánh xong rồi hay sao các bạn? Hồi như đánh xong rồi sao chạy về á. Bây giờ mình đánh một cái là nó chết luôn các bạn, không đủ để nó xỉu á. Cho nên là sẽ sử dụng cái loại đạn nha. Cười cười vậy thôi. Con đó bao nhiêu đây? Ôi một ca turbo thôi hả? Dễ mà. Nạp đạn là bắn thôi. Một phát nè. Đó, xỉu 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 xỉu. Rồi run 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 liền.
chạy ra phía bên trên này biết xa dữ vậy, lên trên núi đứng luôn đi. Hai đạn phát ngồi trên con này, hai đạn cho chắc ăn đi đó. Xoay đầu xoay đầu hay quá, đập đại một phát con được ha, con được thì thôi mình bắt con cái đó các bạn. Sao toàn là mấy con được không vậy? Ôi ơi, bên đây toàn là mấy con được không các bạn ơi. Ai da, để mà có con cái không, mấy con được chắc mình sẽ thử thử thịt đó luôn đi, thịt đó luôn nha. Con dưới này con cái nè, còn con được là trời ơi quá chừng luôn, 290 cũng là con đực luôn, mình chỉ cần một con đực thôi là đủ. Quá nhiều rồi, quá nhiều rồi, lấy thịt nó luôn. Còn con này thì alpha vẫn là con đực, đánh là một cái ở đây thử là một quá. Con này xỉu rồi đúng không, lấy thịt luôn. Con còn một con cái đây thôi các bạn, xuống bắt được con này là ngon rồi, cho một cái shipper cho thôi là xong đó. Ok, đứng yên cưng ơi, về với lại căn cứ luôn á. Coi còn con cái nào nữa không, mình bắt thêm một con cái nữa thôi là được, tầm hai con cái thôi, một con được là đẹp. Đã thấy nhiều lắm mà ha, tự nhiên bây giờ mất tiêu hết rồi. Tự nhiên bây giờ mất tiêu hết rồi, xung quanh đây được clear xong. À có một con này, có một con nè, con này là con à, con cái các bạn, 2.000 máu ha, mình đánh một phát bao nhiêu máu đây. Ủa 1.000 mấy, 1.000 mấy chắc được, chắc được, không chết đâu đó, không chết không chết không chết các bạn, đủ xỉu đủ xỉu đủ xỉu. Và con gì đây, chuồn chuồn bình thường phải không, level 300 luôn á, xỉu luôn mà. Thêm con này nữa thôi các bạn, là về để mình test thử sức mạnh được rồi đó. Một phát một phát đây rồi. Ok, đứng im đứng im đứng im, có mấy con sinh đồ hay ghê quá vậy, đừng đánh nha mấy con quỷ. Bye 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 cưng. Ok, mọi thứ cũng đã ổn các bạn, khu vực xung quanh đây bây giờ thì còn con chuồn chuồn nè, coi con nào xỉu nữa. Quá trời mấy con xỉu xỉu đây luôn, mấy con này xong hết rồi nè, Raider cũng xong hết răng, bỏ hết đi bỏ hết đi. Con chuồn chuồn ở đây thì mình sẽ đánh nó thử coi, 18.000 máu thôi, cho nên mình sẽ lấy con này mình đánh nó luôn. Nhấp vô nhấp ra để xử nó. Xem có xuất hiện gì mới không nha, mới không, không có con gì mới hết, ăn sáng luôn nè. Nhiều khi ăn sáng xong á nó mới xuất hiện ra, mọi thứ đây cũng an toàn lắm, không có con gì xuất hiện hết rồi. Vậy là đã được clear, bên đây thì cũng đã được clear xong chỗ này thì à, dạ Honey vẫn còn đây hả, vậy là nó đánh chưa xong bạn, nó đang follow mình ra cho nên bỏ chạy luôn nè. Rồi con gấu này chắc là chết với con Tony này rồi. Thôi bây giờ mình sẽ về để mình test thử sức mạnh con kia đi, đợi tụi nó các bạn, về với lần căn cứ một phát. Bye bye Tony á, Tony đang ganh đó, phải tìm con level cao cao chút là mình bắt. Chà chà, tụi nó đây rồi các bạn. Con này bây giờ phải chuyển nó xuống phía bên dưới nữa, cho nó follow mình đi, em nó xuống phía bên dưới để sản xuất cái trứng các bạn. Đúng rồi, đi xuống cái cầu này thằng quỷ, đúng rồi. Ây da, nhìn nó đi heo cưng quá vậy. Ôi da, ôi đây đây đây, sắp xếp cái đội hình lần cái cho nó đưa cái đầu ở trong này đi, đưa cái đít ra phía bên ngoài để mình lụm trứng thôi. Trên này có máy lụm trứng nữa các bạn, có cô trợ lý giúp cho mình lụm trứng nữa thì khỏe lắm, đỡ phải lên xuống chỗ này đó. Ba con luôn, bên đây cũng ba con á, bên đây cũng ba con, dần dần sẽ có được trứng ở trong này thôi, để bắt siêu hết nha, để mỗi lần có cái gì đó tấn công cho nó chạy lông sần ngầu rồi hết là mất công mình nè, sắp xếp lại lắm. Trên này cũng bắt siêu luôn một phát. Ui chà, con rết này thì có sử dụng được cái yên này không, cũng không được luôn các bạn, thịt thì lấy ra chứ để nó ăn hết nè, cộng thêm sức mạnh cho nó một cái, vậy là mình có được hai con rết ha. Con rết phía bên đây là con rết rết lửa thôi, tạm thời mình sẽ cho con Sabino vô đi. À, lấy cái con rác lửa qua phía bên đây bạn, để cho hai anh em nó đứng chôn thử coi, có anh pha chắc bự hơn rồi, em ở phía bên đối diện luôn một cái, có để trứng nữa nè, lụm luôn một cái đi, để phía bên đây thử xem qua con nào bự hơn ha. Rết một phát, anh pha là con đực ha, đúng rồi bạn, bự hơn hẳn luôn kìa, trời ơi nó cao hơn hẳn luôn á,
Còn đây là con rồng của mình. Rồi con tinh tinh á, Gorilla hả? Gorilla ở trong này thì ở đây cũng phải con này của Golem. Đây nó nè bạn, nó thì đang được cái giáp hả, lấy giáp từ của con bờ te ra thôi. Em nó đã xong nhiệm vụ rồi, bây giờ đã đến lúc sử dụng sức mạnh của con này. Đánh mấy con đô đô nãy nhận được mấy cái đồ anh pha của nó nè các bạn. Bây giờ thì xuống phía bên dưới. Dưới này có con bọ hả? Mấy con bọ thì mình sẽ bỏ qua đi, mình sẽ tấn công đài 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 mấy con ruồi như vậy nè. Mình đặt thử một cái ngoài sấy nữa coi. Nãy mình có nâng sức mạnh thêm cho nó các bạn, bây giờ sấy cực ngon luôn á. Còn con này thì đập luôn một phát nhanh gọn và lẹ luôn, có thêm nữa tổng thêm máu cho nó cái. Máu của nó cứ vậy lên nhanh hơn sức mạnh nè, sức mạnh lên chậm quá. Ở đây có mấy con gấu này mình chưa có bắt được cái chứ. Gấu ngày hôm qua nó lại cũng spawn hẳn 3 con luôn á. Và mỗi lần nó summon ra thì mấy con đệ nữa. Rồi gần nó ghê lắm. Đây có con kiến nè. Cho nên sẽ đi vòng qua phía bên đây đi. Con này xuống nước thì chậm á. Chủ yếu được cái là ở trên bờ thôi à. Lên trên bờ thử về chuồng cái nè. Dọc dọc ở phía bên đây. Đúng rồi. Ngày hôm qua các bạn có nhiều bạn comment nói là con Baronto của Eternal các bạn để chế tạo Keeper nè. Thẳng đây có ăn. Level có 40 à, chắc là bắt về để chế tạo cũng được á. Chứ không cần chiến đấu đâu. 33.000 máu. Chắc là bờ tay của mình đánh được. Rồi ra thử 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 mấy con này chớm cái đã. Đây nữa nè bạn. Con này thì xuất hiện thêm một voi nữa à. Con này cũng 260 à. Nó spawn hẳn 3 con cùng một lúc á. Bên kia thì cũng có mấy con hải ly được thôi. Tôi chuyện đúng qua nó tấn công mình đó nha. Vì nó ghê quá. Ba con to à. Ba con to phía sau lại. Mình sẽ đi vào trong này để mình clear mấy trong này cái. Farm trong này để coi có con gì mới nữa không ha. Trong này cũng có mấy con đô đô nữa bạn. Đô đô alpha nữa nè. Thầy chà. Thôi mình có rồi vậy nên thôi. Mình sẽ đánh nó để lấy máu với lại lấy da luôn. Farm luôn. Đô đô hả. Rồi trong này đô đô nhiều quá ha. Ngày hôm qua mình chưa farm trong này á. Chẳng farm trong này luôn. Có con gì mới nữa không? Toàn là đô đô không á. Đây nữa nè. Farm luôn, farm luôn. Nãy phía bên kia còn ít chứ bên đây quá trời quá đất. Coi nè. Hai con cùng một lốt chạy vô. Bên kia đó hả? Trời ơi. Bên kia trong cũng chớ nữa. Bây giờ thì sẽ lên thêm một chút sức mạnh ở đây, tốc độ hay cũng ok ha. Và xoay một cái nè. Con này xoay chắc để đánh AOE rồi. Đây đây đây, xoay nè. Đó. Con này có farm được không? Con này không farm được các bạn. Chỉ có chọi đá. Chọi đá bây giờ cũng chọi đá hình như đam chuẩn các bạn. Nâng sức mạnh cho nó thì nó vẫn là 30.000 đam á. Bây giờ đánh thường mạnh hơn chiêu chọi đá rồi nè. Còn chiêu xoay này thì 41.000 đam. Đánh thường thì cũng vậy anh. Đánh thường. Ui da, xuất hiện một con mới. Managia hả? Có 110 thôi à. Mình sẽ dụ nó ra phía bên ngoài để cho dễ đánh. Để nó bay vào trong căn cứ của mình giống ngày hôm qua nữa. Nó bay lên phía bên trên là nó múa dữ lắm. Đó 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 đó. Đó. Múa cũng dữ đó. Lại đây thằng quỷ, lại đây. Lại đây. Lại đây. Chiêu xây thì nó hơi chậm á. Còn đánh thường thì nó nhanh hơn. Đánh thường để đánh một mục tiêu, còn xây là để đánh xung quanh AOE thì đánh đông. Múa, múa, xuống này, xuống đây. Xuống đây quỷ, xuống đây. Xuống đây. Con này là hệ độc á. Hệ độc nhưng mà là Malaga cho nên nó cũng có khả năng bắn điện ra kìa. Rồi xong rồi, xong luôn nè. Múa, 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 múa. Mình lấy được cái yên cưỡi. Mới thấy lượm được cái yên cưỡi gì á. Của con Kano các bạn. Yên thần thoại của Alpha Kano á. Với mấy công thức chế tạo nữa nè. Và thêm 2 điểm nữa bạn. Cộng thêm một phát nữa đây. Và lấy con gấu nè. Gấu này mình chơi được không á. Chà 2 triệu mấy máu nè. Đánh hơi bị lâu bạn. Đánh thì chắc được á nhưng mà hơi lâu. Cho nên thôi, không nên đụng độ với nó. Mình sẽ đi về đã. Mình sẽ bắt con Baronto thử các bạn. Nhiều bạn nói là để dành chế tạo Keeper rồi đó. Cho nên nghiên cứu mới được. Vậy là sắp tới mình sẽ đi săn những con Indominus vậy các bạn. Đó, để đánh nó hăng. Đánh nó sau đó thì lấy mấy cái đồng tiền để dành tiến hóa cho con này. Con này chắc mình sẽ không tiến hóa thành hệ lửa đâu bạn. Mình sẽ phân dân là giữa hai cái hệ này nè. Lightning với lại hệ độc. Chắc mình sẽ thử nghiệm hệ độc quá. Tại Lightning có bờ te rồi. Có bờ te này nè.
sau này còn lên Alpha rồi lên Dream đồ rồi lên kiểu các kiểu đó các bạn cho nó nữa ha. Còn con này chắc là lên độc là hợp lý nè. À, bây giờ mình về để mình làm nhìn quên rồi. À, lấy bờ te, lấy bờ te, lấy bờ te để đi bắt con Baronto các bạn, để thử xem nó có chế tạo được chiếc bầu cho mình đúng không anh, đỡ mình phải chế tạo cho cái bàn chế tạo của Rim một phía đây nè, xuống mình lụi nó một cái xỉu mà cắn nhẹ một cái nè đó, nhẹ một cái thôi. À da, lại có Mandaga nữa hả? Ủa sao lại có thêm một con này nữa nha, chắc nó mới spawn rồi đó. Và con này đã xỉu rồi, chỉ cần có một trái dừa thôi được các bạn. Ui con này nó ăn berry mà, trái dừa thì dừa chắc về nhà đi, dừa về nhà lấy các bạn, hay là ở đây cô luôn cũng được nè. Đây đây xuống đây có lưỡi liềm trên tay nè, wow, vài phát thôi đó, mấy chục trái dừa liền các bạn. Bây giờ leo xuống chỉ sợ cái con gấu nó tấn công mình thôi chứ không sợ gì hết á. Mình phải chuẩn bị coi trái dừa nằm đâu nè. À? Đây trái dừa nằm kế bên cái yên cửi đó không, nắm kéo quăng vô trong người của nó thôi là xong. Đây trái dừa đây nè, còn tem thì ui không cần tem, không cần tem, xong luôn xong luôn rồi. Rồi về liền, về liền, về liền, mình cũng vô trong để mình đi về liền các bạn, ở đây nguy hiểm lắm. Đây rồi, ok con này ẩn vô một cái đi, ẩn con này vô luôn một phát. Và sao mình nặng rồi anh, đồ trên người nhiều quá rồi, đã đến lúc phải cất đồ vô rồi. Ủa mà con này có chế tạo gì đâu các bạn, what, hay là cần phải có yên cưỡi mới chế tạo được. À đúng rồi, chắc vậy quá, yên của con Bronto thôi. À, Bron đúng không, Bronto, cái này là của Rimmel Fear nè, còn này là của Vanilla, chắc giống hàng kilo ăn. Đây đây mình giờ cho mình thử coi, và nặng quá rồi chắc phải bỏ bớt đồ ở nhà thôi. Này quăng hết đại trong này, tính sao đi, quăng đại trong này đi, rồi lấy cái nét ra thôi. À, và cần có thêm yên cưỡi đúng không, yên của Vanilla thì chế tạo trong này thôi, Baronto là cái yên này một cái, sẵn mình chế thêm một cái red nữa các bạn, cho con red luôn, red alpha, red alpha chắc sử dụng của Vanilla luôn mà, mình thấy Sabino nó sử dụng của Vanilla ha, cho nên là đoán là vậy thôi chứ cũng không biết được không nữa, cái chế tạo đại đi. Rồi bây giờ thì Zen có chế tạo được không, đây đúng vậy, à có này các bạn, Kipper cái kiểu ăn Kipper này của Vanilla, bấm ở trong này cho nó hiện ra hết được không? À nó không hiện ra hết các bạn, nó bắt là trong những cái folder này anh. Wow, Vanilla quá trời luôn nè. Rồi bên đây là trứng của cái này là bên đây à, của sa mạc hả, Kipper bình thường thôi à, chứ không phải là Kipper của Rimmel Fear, không có thể chế tạo được Kipper của Rimmel Fear rồi. Còn này là dưới hang động nè, à, cứ tưởng chế tạo được của Rimmel Fear thì đỡ, chỗ này không được rồi, để chế tạo được mấy cái bình thường thôi. Trong này có thể à, không có tính năng bật grab lên nè, nhưng mà cũng ồ, cũng không có grab kill luôn các bạn. Vậy em nó chỉ có thể để một cái cỗ máy chế tạo kiếp vào cho mình thôi, mình cũng sẽ chắc cơ cho nó luôn các bạn. Con này thì chết rồi, hết chắc cơ hả, cứ tưởng được của đi một kia thì ngon quá nhưng không được, có thì lấy chắc cơ ra được. Ủa sao 25 cái như vậy, ai chà, mỗi lần mình về mình bỏ cho cái bài chế tạo giờ quá trời quá đất chắc cơ luôn nè. Rồi thì ẩn giờ cho nó xây xây mặt lại một chút các bạn. À, Bron một phát đó, chờ đứng đây đi anh đó. Và con tinh tinh thì chắc là sẽ để đây đi các bạn, à đem xuống dưới con gorilla này nè, gorilla demonet nè, chưa tiến quá được cho nên là từ từ luyện cấp cho nó xa đi anh, để xuống phía bên dưới luôn các bạn. Con này nhảy xuống dưới thì không có tính đam cho nên nhảy thoải mái luôn. Vậy là sắp tới phải farm cho nó nào, là máu này 1.500 máu các bạn, cái tim với lại DNA thì ít nè, không 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 thành vấn đề nữa bạn, vấn đề là cái đồng tiền nha, vấn đề chính là cái đồng tiền á, lấy mấy cái đồ này vô ra nãy farm được thêm một mớ máu rồi nữa nè. Cái đồ này thì cần phải chế tạo trong bài Smithy à, của Rimmel Fear hả, cần có thêm da rồi đó các bạn, mình thiếu cái quần nữa, thiếu cái quần nữa thôi là đủ nguyên một bộ luôn rồi đó. Để coi coi còn không, rồi có cái món nào còn sót lại không. Mình cũng đánh mấy con Rimmel Fear cũng hơi bị nhiều các bạn, cho nên là mình nghĩ cho trong này có bộ giáp đó tên là gì, Alpha đúng không, Alpha trong này cái. Ủa, có da không hả, trời ơi không đủ một bộ rồi,
Thôi cứ bỏ đại trong này để mình chế đi. Được cái đôi dài nha, cái này thiếu gì đây? Quỳ da nhiều lắm các bạn, không đủ rồi. Thôi để khi nào đủ các bạn, mình sẽ chế tạo luôn ha. Vậy trong tập ngày hôm nay các bạn, mình đã bắt được thêm một con Baronto á, với lại cái con Indominus các bạn. Đó, con tinh tinh khổng lồ với sức mạnh cũng ok lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ sử dụng con tinh tinh khổng lồ này để đi vào phía bên đây để đánh thử với con ong. Mà con ong mình sợ đánh không lại quá. Có cái con kiến nè, con ong trên kia kìa, con ong phải treo đó, đánh chứ không lại cho nên đánh ở dưới này coi, rồi dưới này cho nó xuất hiện cái con mới. Đây robot test nè, con Tero này thì đánh 30.000 đam một hit. Bên kia thì Harry bình thường hả, xây cho một cái đó lấy được rất là nhiều mạch điện, 2.000 mạch điện luôn hả. Mùi mấy robot này thêm được element sáp nữa ha, với 2.500 mảnh. Bên kia thì Harry bình thường thôi, để đang thử luôn cái đi. Đây có con rốc đặc kè ở tập đầu tiên đó bạn. Trời ơi, con quỷ này nó hành mình hơi bị nhiều ở tập đầu tiên luôn á, cho nên hôm nay đã đến lúc rồi mình phải phục thù nó thôi. Còn con ong thì hôm qua nó đau mất tiêu quá, để có con vẹt nữa ha. Ui thử luôn con vẹt một cái, vẹt spawn dưới này nhiều lắm. Bên đây có con Terry, Terry thì tính sao để bạn. Còn con ong thì đâu hả, ong thì à mình thấy nó phía đằng trước các bạn. Hồi 1.000.000 máu hả, hơi bị căng ăn level 170 các bạn, 1.900.000 máu, 2.000.000 turbo. Rồi thôi 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 né né nó ra rồi, không nên đụng độ với nó đâu. Qua phía bên đây thì giờ là mấy con kangaroo thôi, đập thêm một cái nè, đổ thêm một cái vật phẩm để tiến hóa. Và đây thì có mấy con bọ, mình sẽ xuống để mình lượm luôn một cái. À con này DNA, ui da, ghê 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 á, ghê á. Thôi 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 thôi, bình tĩnh chút đi. Mỗi lần leo lên con này phải ngay cái bụng nó mới leo lên được á. Kangaroo chặn đường, đập cho một cái, đập cho một phát. Con này 200.000 máu thôi, quăng cục đá cái nè, chạy 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 đúng không? Ui chạy nhanh quá không trúng à, nó đâu rồi à. Đúng là kangaroo bạn, nhảy luôn thiệt chứ. Dưới heo một phát rồi, chạy đi đâu được nữa, chạy. Ok farm thêm được một mớ kim cương nữa. Mấy con nguyên tố này thì hay đó kim cương lắm. Đây có thêm nữa nè, đập nhanh á, để góc nhìn mình nhìn cho đã lại. Gần như nó không thể tiếp cận mình được luôn, mà mình cứ đập rồi nó văng, đập rồi nó văng, đập rồi nó văng nè. Rồi gãy cổ liền. Trên nó còn con bọ nè nữa không, chỗ này cũng hay xuất hiện mấy con bọ lắm, nhưng mà không có bọ nữa rồi, chỉ toàn mấy con nhỏ nhỏ ha. Chỉ có con DNA phía bên đây thôi, chỉ nhớ sau này qua phía bên đây để mình bắt nó đem về để farm DNA. Với lại sau này tìm mấy con mà farm ra được crystal rồi các bạn là ngon luôn á. Mình sẽ tha hồ mà chế tạo ra mấy cái tên độc, mấy cái viên đạn độc á để bắn. Và sau khi đánh xong con đó thì lên được một cấp nữa ha. Còn có XP không, đây có mấy bình XP là uống vô luôn, lên được thêm 13 cấp, không có thời gian tăng điểm kinh nghiệm đó. Thôi thầy tiếp tục sức mạnh cho anh nó thôi, ít máu đi lên được. Ủa hình như 2.000.000 máu rồi đó, đúng các bạn, 2.000.000 luôn rồi, ngon luôn. Đập thường một cái thôi, bây giờ thầy 40.000 đam bạn. Ở đây rồi, ok để nó phía bên ngoài luôn. Vậy là hôm nay đó các bạn, mình đã bắt thành công được cái con Indominus ha, con tinh tinh khổng lồ nè, với là con Baronter để chế tạo kiếp bầu. Nhưng mà nó toàn chế tạo kiếp bầu của kiểu của Vanilla không à, chứ không phải là của Removia. Với lại thêm một con Red Alpha nữa bạn. Con này hồi nãy thì mình có chế tạo được cái yên cửa cho nó đó, mình sẽ đem ra phía bên ngoài để cho nó đeo vô luôn đi. Có thêm được 25 giáp nữa, thử được không? À được luôn các bạn. Vậy là đỡ mình phải tiến hóa từ cái con Eternal lên á, lên Alpha. Có con Alpha sẵn luôn nè, bự hơn rất là nhiều luôn á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài đó bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh để mình biết cho hết mình làm tiếp cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.